Ta sẽ cùng đếm với thí sinh mang số báo danh 34, Minh Vân đến từ Thạch Thất, Hà Nội. Xin được dành tặng tới tất cả quý vị trong cuộc thi ngày hôm nay một sáng tác được mang tên Dâng Mẹ Kính Yêu, hát theo làn điệu chèo Đào Liễu, một sáng tác của Mai Văn Lạng. Và xin được trân trọng kính mời thí sinh hãy... Đường về quê mẹ chiều nay đông đầy nỗi nhớ, ngày xa xăm khắc hình bóng mẹ trong tâm. Một mình con hát âm thầm lời ru, Đào Liễu xin được chân thành cảm ơn phần biểu diễn của thí sinh Minh Vân. Và xin được trân trọng kính mời phần đánh giá nhận xét đến từ ban giám khảo. Trân trọng kính mời nhạc sĩ Đoàn Bổng. Bạn bài hát chèo vừa rồi là cái gì nhỉ? Dâng Mẹ Kính Yêu, hát chèo theo điệu Đào Liễu ạ. Bạn
Tôi có cảm giác là hình như bạn ở nhà hát chèo, bạn đến là hát thuê sao? Giọng có thể nói là rất chèo. Bởi vì tôi hồi nhỏ tôi cũng được đi hát chèo nên tôi biết. Đặc biệt cái âm thanh phát ra là rất chèo. Thì đấy là cái tôi cho là bạn đi đúng cái sở trường của mình đấy. Chứ cái giọng này mà tự nhiên lại hát nhạc rock thì là chết. Nhưng mà hát chèo rất hay. Có thể nói là rất duyên dáng. Và cái tình cảm của cái điệu đào liễu này là bạn chọn là rất phù hợp. Đấy là những cái nhận xét của là bất thần của tôi. Thì xin chúc mừng bạn. Vâng ạ, xin thầy cảm ơn nhạc sĩ Đoàn Bổng ạ. Tiếp theo xin được cho chương trình trân trọng kính mời lời nhận xét đến từ nữ ca sĩ Hạ Vân. Em có ở nhà hát chèo nào không hay là không có phải là nhà hát chèo nào? Em hay hát bolero ạ. À vậy à? Dạ. Vậy sao hôm nay em không thi vào bài bolero? Hôm nay em muốn hát chèo cho nó khác ạ. Dạ. Làm khó ban giám khảo quá, vì là thật ra cuộc thi mọi người đang hát, em hát chèo cái làm chị đơ người luôn. chứ không phải là có diễn viên chèo của nhà hát nào đúng không? Vậy mà rất là chuyên nghiệp và rất là duyên dáng. Nhưng chị muốn làm rõ về cái giọng hát một chút là em hát chèo. Thì đương nhiên là với cái âm nhạc này, với cái bộ quần áo này thì rất là chèo rồi. Nhưng còn cái giọng hát thì em hát nó mềm hơn một chút nữa, nó chèo thêm một chút nữa với chị, vì chị là người đã từng học chèo ở trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà không có duyên với nghệ thuật chèo thì sau này đi học thành ca sĩ bây giờ thôi. Nên là chị, vì các bạn chị đồng nghiệp chị hát chèo nhiều mà, chị hiểu. Nếu em muốn, nếu em thử sức thì em lại phải thật sự phải tìm tòi và hát theo một cách nó phải tốt hơn như thế này nữa. Đấy, em làm khó chị ở cái như thế. Thật ra hôm nay em hát một bản bolero để chị xem cái giọng của em. Nhưng mà cũng không sao, vì bài hát của em biểu diễn cũng rất là tròn trịa và rất là sạch. Nghĩa là đi thi như vậy là rất là tốt rồi. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Em cảm ơn ạ. Vâng ạ, và như phần chia sẻ của thí sinh Minh Vân thì sở trường của thí sinh Minh Vân là hát bolero. Vậy thì ngày hôm nay thí sinh có thể dành tặng cho ban giám khảo cũng như tất cả quý vị một đoạn bolero thật ngắn thôi đúng không ạ? Một tràng vào tay của quý vị đúng không ạ? Không cần nhạc. Em xin hát một đoạn Hoa Tím Người Xưa. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn. Run quá, thôi không sao Thương ạ. Nghe được chất tôi là được rồi đúng không ạ? Vâng ạ, và giám khảo Từ Như Tài, anh có lời nhận xét nào dành cho thí sinh Minh Vân không ạ? Không bao giờ nghĩ rằng là một cái giọng hát rất trèo mà khi chuyển sang bolero mà nó lại ngọt thế. Thật sự là em không bao giờ nghĩ rằng là chị hát chuyển sang bolero được đâu. Vì chị hát cái bài trèo vừa đấy nó như là mà bác Đoàn Bổng vừa nói đấy, là hỏi chị là chị ở đoàn trèo nào đúng không ạ? Và điều đó chị Hà Vân cũng đã nói rồi, và bản thân em giật mình luôn. Em muốn hỏi chị là chị đã từng đi hát để kiếm tiền với hát quan họ hay là hát trèo để kiếm tiền chưa? Nghĩa là đi hát để chính thức để làm nghề hát đi kiếm tiền ý. Có chưa ạ? Em chưa bao giờ ạ. Chưa bao giờ? Vâng. Đây là một điều rất là lạ. Em dạ. Không biết là chị nói dối hay là chị nói thật, nhưng mà dạ. Nếu chị đây là nói thật thì em xin chúc mừng chị, vì đây là một bài hát rất hay. Thứ nhất nó rất trèo. Thứ hai, mọi người có nghe có một ngày xưa chị đã gợi nhớ lại cho em cái tuổi thơ khi em nhắm mắt lại. Mọi người chỉ cần nhắm mắt lại và nghe như Tài nói một câu này thôi là mọi người sẽ tự nhiên là có một cái cảm xúc rất là xưa, rất là tuổi thơ. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người có thấy đúng không ạ? Và sau cái lời nói đó thì sẽ có những bài hát chèo này, những bài hát quan họ, những bài hát dân ca. Và chính chị đã mang lại cho em một cái cảm xúc có thể nói là rợn da gà khi em nghe bài hát đó. Em tự nhiên em nhớ về cái tuổi thơ của mình, khi mỗi buổi trưa đấy, mỗi buổi trưa nắng hè khi gặt lúa về là cái loa phóng thanh ở làng lại mở lên 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền. Thì tự nhiên hôm nay em thấy là mình nên cảm ơn chị đã mang lại cho bản thân em cũng như là tất cả mọi người ở đây một cái sự đột phá, mà từ giọng bolero chuyển sang giọng chèo mà hay đến như thế. Chúc mừng chị đã hoàn thành tốt cái phần thi này của mình. Em xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn những lời đánh giá nhận xét rất tích cực của ban giám khảo đã dành tặng cho thí sinh Minh Vân. Còn ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời phần cho điểm đến từ giám khảo Đoàn Bổng và giám khảo
từ Như Tài, xin mời. Vâng, rất tuyệt vời, giám khảo Từ Như Tài dành tặng cho thí sinh Minh Vân số điểm là 9,9 và giám khảo Đoàn Bổng dành tặng 9,8. Xin một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị ạ.